Chào anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Rùa Làm Nông nghiệp. Thì lời đầu tiên cho Thành gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời cảm ơn anh chị các bạn đã đăng ký kênh YouTube của Thành. Thành là người sáng tạo nội dung của kênh YouTube Rùa Làm Nông nghiệp. Thì như anh chị và bạn cũng đã thấy Thành một vài video gần đây nhất rồi ha. Thì trên tay Thành đang là một cây sáo trúc mão mèo. Thì hôm nay Thành đang tập thổi sáo. Hôm nay là một ngày chủ nhật ha. Sau khi đọc xong một ít về sách nói podcast thì chúng ta đến với những video về giải trí, xem cho nó vui ha, cuộc sống mà. Mình uống một ít cà phê, một ít trà, rồi là thổi những bài sáo, rồi nghe tận hưởng những cái giai điệu âm nhạc này êm dịu, thoải mái. Mời anh chị và các bạn cùng đến với ca khúc Tây Vương Nữ Quốc, Cảm Âm nha, Cảm Âm sáo trúc. Đó là bài Cảm Âm về Tây Vương Nữ Quốc. Thì có một vài nốt thì Thành hơi bị rẹt, tè nó hơi bị sai. Thì không sao, mong anh chị bỏ qua ha. Kiểu như đây là một video về giải trí. Lâu thay Thành sẽ làm nhiều cái chủ đề giải trí cho nó vui. Chúc anh chị và bạn có ngày chủ nhật nhiều niềm vui và nhiều an lành trong cuộc sống. Nếu anh chị và các bạn thì thấy cái video này hay, giải trí ha, thì cho kênh Thành một lượt đăng ký cũng như một lượt like. Thành rất cảm ơn anh chị và bạn. Chúc anh chị và bạn nhiều sức khỏe và lành. Chào tạm biệt.